Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất đang được rao bán tại khu Sadeco ven sông thuộc phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để cho các bạn có góc nhìn tổng thể. Khu dân cư Sadeco ven sông Tân Phong, quận 7. Nhìn từ trên cao mới thấy khu dân cư Sadeco ven sông thật đẹp và rất tiềm năng cho đầu tư mua nhà đất cũng như sinh sống tại đây. Còn bây giờ, mình sẽ nói sơ qua về khu dân cư này. Khu dân cư Sadeco ven sông Tân Phong, quận 7, tọa lạc tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, ngay nút giao cầu Ông Lớn, kết nối quận 7 với huyện Bình Chánh. Có 8 dự án nhà ở ven sông Sadeco là sản phẩm hợp tác liên kết giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận và công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn. Sadeco là khu dân cư ven sông được bao bọc bởi sông, rạch, gồm các khu nhà phố, biệt thự theo lối kiến trúc độc đáo, hiện đại với hạ tầng nội khu được quy hoạch và phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh và không gian xanh, với nhiều mảng xanh công viên dọc bờ sông. Quy mô dự án là 26,92 ha với nhiều tiện ích nội, ngoại khu, liền kề các tiện ích dịch vụ cao cấp của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Đặc biệt, đối diện khu dân cư này là trường đại học RMIT, nơi mà nhiều bậc phụ huynh có điều kiện cho con em theo học, nhiều nhất cả nước. Một nơi an cư lý tưởng, có khoảng cây xanh, công viên rộng lớn và được bao bọc quanh sông nước, tạo cho khu dân cư Sadeco trở nên đặc biệt hơn với bất kỳ khu đô thị nào tại thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn sở hữu một khoảng không gian công viên xanh, sông nước bao quanh như khu dân cư Sadeco ven sông này. Về vị trí địa lý, khu dân cư Sadeco ven sông Tân Phong, quận 7, tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí này, cách trung tâm quận 1 chỉ từ 6 km. Cầu Canh Tẻ, nút giao thông cửa ngõ của quận 7, là cầu nối giao thông kết nối với quận 4 và các quận trung tâm. Và bạn chỉ mất 15 phút đi xe là đến trung tâm quận 1. Chỉ mất 5 phút là kết nối đến mọi điểm tại khu đô thị tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, chợ Bến Thành, trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Chúng ta hãy cùng hướng vào màn hình để xem những hình ảnh được ghi lại tại khu dân cư Sadeco ven sông. Quý anh chị có câu hỏi thắc mắc đến vị trí của lô đất thì vui lòng comment vào phần mô tả của video này nhé. Đội ngũ công ty sẽ giải đáp mọi thắc mắc của anh chị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video. Còn chần chờ gì nữa, quý anh chị hãy gọi ngay Phước Sửu theo số 0909 477 288 để đi xem đất và thương lượng giá tốt nhất. Kênh Bất Động Sản Tiềm Năng chúc anh chị một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.